Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi trang địa phương Quyện Cái Nước phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, trang địa phương Quyện Cái Nước kỳ này sẽ dành trọn thời lượng phản ánh về các mô hình dân vận khéo về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiệu quả của xã Hưng Mỹ, một trong các đơn vị điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh Cà Mau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mô hình camera an ninh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được Công an xã Hưng Mỹ triển khai thí điểm vào năm 2017 tại khu vực chợ Rau Dừa theo hình thức xã hội hóa. Do đây là mô hình mới lần đầu tiên triển khai thực hiện nên gặp không ít khó khăn. Thế nhưng qua công tác tuyên truyền vận động và giải thích về tiện ích của mô hình giúp cho cơ quan công an giám sát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự 24/24, đảm bảo tốt công tác điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đó, bà con khu vực chợ Rau Dừa đồng thuận rất cao, mạnh dạn đóng góp kinh phí để thực hiện mô hình camera an ninh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ mô hình này, tình hình an ninh trật tự dần ổn định, không còn xảy ra tình trạng trộm cắp giặc như trước đây. Nói chung là từ hồi khi mình lắp camera đến giờ thì địa phương mình thì cũng tình hình nó cũng ổn về vấn đề là an ninh trật tự, rồi về vấn đề trộm cắp, nhất là trộm cắp giặt thì coi như là không có nữa. Từ hiệu quả mô hình thí điểm, xã Hưng Mỹ đã phổ biến nhân rộng cho các ấp kết hợp triển khai mô hình ánh sáng an ninh bằng đèn năng lượng mặt trời theo hình thức xã hội hóa, được người dân đồng thuận rất cao. Đối với cái camera hay là cái bóng đèn an ninh thì cái này người ta thấy là cái phù hợp với cái quyền lợi người ta, nó thiết thực người ta thì nó ủng hộ rất nhiệt tình. Bây giờ thì nói chung gọi đến thì người ta sẽ ủng hộ, nhiều ít thì người ta sẽ ủng hộ mình ngay. Tự nguyện thì có người thì cũng đóng góp 1 triệu, rồi có người đóng góp 500, rồi người cũng có đóng góp là 1-200 cũng có người không có khả năng thì thôi. Đến nay, người dân xã Hưng Mỹ đã đóng góp lắp đặt được gần 70 camera an ninh trên các tuyến đường nông thôn, kể cả tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn. Tất cả các camera đều truyền dữ liệu về trụ sở công an xã Hưng Mỹ để theo dõi giám sát tình hình an ninh trật tự 24/24. Qua đó, phát hiện xử lý 2 vụ cướp giật tài sản, 5 vụ trộm cắp giặt, nhận dạng trên 20 đối tượng hình sự ma túy và tệ nạn xã hội. Ngoài ra, hệ thống camera an ninh còn hỗ trợ các đội nghiệp vụ công an tỉnh Cà Mau và công an địa bàn giáp ranh xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật. Thông qua hệ thống camera an ninh trên địa bàn xã Hưng Mỹ thì đã giúp cho các cái cơ quan chức năng, cơ quan điều tra có những cái chứng cứ khách quan, đảm bảo chính xác để xử lý hiệu quả các cái vụ việc trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn xã. Đồng thời thông qua đó thì cũng đã giúp cho công an xã và các đơn vị nghiệp vụ quản lý tốt các cái diện đối tượng trong diện cần phải quản lý về con người và quản lý về phương tiện. Bên cạnh đó, nhân dân trên địa bàn xã Hưng Mỹ còn tự lắp đặt gần 120 camera an ninh tại hộ gia đình, sẵn sàng trích xuất dữ liệu và hỗ trợ lực lượng công an khi có nhu cầu, nhất là các vụ va chạm và tai nạn giao thông. Nhưng mà cái lượng mà 16 camera đó cũng không trải đủ cái đoạn đường này nữa, cho nên từ đó coi như là phải nhờ vào cái camera của người dân nữa. Và trong cái thời điểm mà nhờ giả camera của người dân đó, thì ở người dân giúp đỡ rất nhiều cho cái lực lượng công an, nhất là vấn đề tai nạn. Coi như là thường thường là tai nạn là xảy ra liên tục, và coi như hai bên nào cũng muốn giành bằng phải. Sau khi mà mình tiết rút camera ra rồi thì coi như là ai cũng phải đồng ý phải chịu các cái lỗi của mình. Còn đối với lĩnh vực trật tự an toàn giao thông thì khi mà đưa vào vận hành cái mô hình camera an ninh á, thì đã giúp cho các cái lực lượng chức năng xử lý các cái vụ việc va chạm tai nạn giao thông, nó đảm bảo tiện lợi được ba mặt, đó là tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được con người trong xử lý và tiết kiệm được kinh phí trong quá trình xử lý. Đặc biệt là có nhiều vụ việc va chạm nhỏ lẻ là được giải quyết tại cơ sở bằng lực lượng công an ấp thông qua hòa giải tại chỗ. Từ hiệu quả mô hình camera an ninh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xã Hưng Mỹ vinh dự được tỉnh Cà Mau chọn làm điểm tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về dự và đánh giá cao hiệu quả của mô hình này. Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước còn phối hợp với hệ thống chính trị, triển khai mô hình tổ nhân dân tự quản, đoàn kết vững mạnh bình yên,
kết hợp với mô hình cổng an ninh trật tự đường bộ. Thông qua đó, nhiều đối tượng vi phạm pháp luật bị nhân dân dây bắt, bàn giao cho cơ quan công an xử lý và trở thành mô hình khắc tinh của tội phạm. Để phát huy đồng bộ và hiệu quả vai trò sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thành lập và củng cố hội đồng an ninh trật tự, 6 đội dân phòng ở các ấp và 134 tổ nhân dân tự quản. Thông qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân nêu cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự nơi xóm ấp. Mới thành lập tổ thì tình hình an ninh nó cũng không ổn lắm. Thì qua cái không ổn, tụi tôi có 20 hộ à. Rồi bố trí chia thành ba cái nhóm phân công, thí dụ là nhóm này ở khu nào. Mình lưng phiên, mình bằng đêm mình đi theo dõi, nếu có lạ mặt mình hỏi. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái tổ chức ăn nhậu thì nó quá giờ thì mình, cái tổ nào đó có khu nào mình vô mình tiếp chuyện người ta, mình nhắc nhở người ta không nên đâu lâu. Lạ mặt thì mình nắm cái tên lạ mặt đó ở quê hương nào, đặng mình nói qua kia, từ làm mấy cái chỗ đó là từ nó thành ra sao cái trực tự chi an, chứ ăn nhậu nó quá đêm quá giờ thì không còn nữa. Thông qua mô hình tổ nhân dân tự quản, đoàn kết, vững mạnh, bình yên, nhân dân xã Hưng Mỹ cung cấp cho cơ quan công an trên 65 nguồn tin có giá trị, liên quan gần 80 đối tượng vi phạm pháp luật. Qua đó, phong trào quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm trong cộng đồng dân cư được khơi dậy mạnh mẽ. Tôi cùng với hai người ở xóm, thì gần tới 3 đêm mới gặp đối tượng. Thì trong đêm thứ 3 độ khoảng 2 giờ mấy khuya thì nó mới lội xong thì nó lội còn lúa cái đầu không à, cái mình thì nó chạm cái nước. Nên rồi ở này mới nạt nó đứng lại, nó không đứng nó chạy này mới đuổi theo. Ở xóm mà điện lại cho ông chồng á là bị chăn đẳng, bị người ta trộm bắt mấy con gì đó, 3-4 con. Cái cô mới nói bây giờ kêu ông ra, ông chạy, ông đi, ông sạn đồ, ông chạy đi đẳng. Thì cô mới đang ở nhà cũng đi ra đứng thử coi nó có đi đường nào hay là hoặc sao, ra đứng gìn thử rồi sao. Ra đứng thì thấy hai thằng nó lội ở bên sông, lội qua mà lội tuốt thằng kia, nó lội lại. Mà bịt khẩu trang mà nấy kia tùm lúm chân à, thấy rồi nó chứ không ai hết trơn, nó lội đó là bên đây chứ không gì chứ. Bắt đầu cô mới điện cho ông chạy về tới, cái đầu nó quay lại, nó quay ngược qua lại. Cái cô mới nắm tay nó, siết chặt nó, nắm tay lại, cái đầu nó nói chỉ làm gì chứ nắm tay tôi nói chú ăn trộm chứ không gì hết trơn á. Thằng đêm mà làm gì bịt mặt. Đó, cái đầu dân người ta ra nữa, cái nhà đầu này kia ra rồi cái đầu bắt lại. Cùng với mô hình tổ nhân dân tự quản, đoàn kết, vững mạnh, bình yên, Công an xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước còn triển khai xây dựng 16 cổng an ninh trật tự đường bộ, phân công những hộ dân có nhà ở gần cổng an ninh trật tự quản lý. Khi kẻ gian xâm nhập vào địa bàn, cổng rào an ninh trật tự sẽ được khóa chặt. Các tổ nhân dân tự quản thông tin cho nhau và cùng dây bắt đối tượng. Bên cạnh đó, mô hình cổng rào an ninh đường sông cũng được xã triển khai để khép kín địa bàn. Trên cái địa bàn mình là có tuyến đường sông thì nói chung cũng chằng chịt, thì cũng có cầu bắc ngang, thì trong khi đó mình cũng tận dụng những cái cầu ở địa phương. Thì mình sẽ làm lưới bắc ngang đó và sẽ có bố trí những người dân mà tin tưởng, tín nhiệm những người dân đó, sẽ mình bố trí những người dân đó có vụ việc xảy ra thì mình liên hệ những người dân đó sẽ sạch lưới xuống và mình dây bắt tội phạm. Việc triển khai đồng bộ các mô hình phòng chống tội phạm của Công an xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước đã phát huy có hiệu quả vai trò sức mạnh của quần chúng nhân dân, chung tay cùng lực lượng công an cơ sở trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, trở thành mô hình khắc tinh của tội phạm, giữ gìn sự bình yên của nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Trang địa phương huyện Cái Nước phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.